Năm học 2023-2024, Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên tuyển dụng 28 giáo viên vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục thành phố. Trong năm học, thành phố đã điều động, tăng cường, biệt phái 49 giáo viên, chuyển công tác 4 giáo viên, tiếp nhận 7 giáo viên từ nơi khác chuyển về, giúp cơ bản đảm bảo cơ cấu giáo viên trong các nhà trường để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy. Tuy vậy đến nay thành phố còn thiếu hơn 80 giáo viên mầm non thiếu hơn 60 giáo viên tiểu học và thiếu hơn 50 giáo viên trung học cơ sở so với quy định. Hiện tỷ lệ giáo viên mầm non trên lớp của thành phố mới đạt 1,71 giáo viên trên lớp, thấp hơn nhiều so với quy định nhóm trẻ phải 2,5 giáo viên trên lớp và mẫu giáo phải 2,2 giáo viên trên lớp. Giáo viên tiểu học đạt tỷ lệ 1,31 giáo viên trên lớp, trong khi quy định là 1,5 giáo viên trên lớp. Giáo viên trung học cơ sở đạt tỷ lệ 1,64 giáo viên trên lớp, quy định là 1,9 giáo viên trên lớp. Trong năm học 2024-2025, thành phố tiếp tục ra soát, xây dựng các phương án bố trí sắp xếp điều chuyển phân công giáo viên theo vị trí việc làm để khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ ở các cấp học, môn học. Đồng thời, tham mưu tuyển dụng giáo viên các cấp theo chỉ tiêu biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, trong đó ưu tiên biên chế để tuyển dụng giáo viên cho những môn học mới theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.